Trong năm 2023, nhiều game show người mẫu trở lại, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả vì quy tụ những gương mặt nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng từ showbiz. Thay vì bàn về mô típ ra sao, cách thí sinh thể hiện tốt thế nào, điều khiến chương trình như The Face, The New Mentor được bàn tán rầm rộ vẫn là những chiêu trò drama không hồi kết của dàn huấn luyện viên cho đến thí sinh. Đây dường như là một điểm đặc trưng khiến khán giả tò mò về mỗi mùa với các show này. Xem các trận dài tranh đấu, kèn cựa nhau như thế nào. Có nhiều cách để nhà sản xuất sử dụng chiêu trò tạo mùi nhử cho khán giả và nhờ những công cụ mạng xã hội đắc lực từ Facebook, YouTube đến TikTok. Chính vì những điều này, bao năm qua nhắc đến game show về người mẫu khiến khán giả ngao ngán mong định chương trình át hẳn bùa vây bởi những màn khẩu chiến không hồi kết. Tư duy nổi tiếng từ tay tiếng phần nào len lỏi trong một số bộ phận của người mẫu trẻ, khiến công chúng ngày càng thêm định kiến về thể loại game show này nói riêng và nghề người mẫu nói chung. Hồi tháng 6, The Face nhận mưa chỉ trích vì cố tình tạo drama nhố nhăng những chiêu trò cũ rích hòng lôi kéo khán giả. Tuy nhiên, công chúng đã thông thái hơn rất nhiều. Họ đã không dễ bị lôi cuốn theo những trò lố, lộ rõ mục đích câu view. Ngay từ tập mở màn, thay vì tập trung vào thí sinh, The Face tạo tranh luận khi dàn huấn luyện viên bất đồng quan điểm chỉ vì vị trí đứng chụp ảnh. Cặp Minh Triệu Kỳ Duyên thậm chí đòi bỏ quay vì không muốn bị tách rời. Nhà sản xuất phủ nhận việc dùng chiêu trò, nhưng khán giả không đồng tình. Câu chuyện tranh cãi này kéo dài hàng chục phút, nhà sản xuất cũng cắt nhỏ phần đoạn, chia sẻ lên khắp các nền tảng. Trong một tập khác, Vũ Thư Phương khóc lóc, gây khó dễ cho thí sinh lẫn ban giám khảo khác vì cho rằng học trò của cô bị chèn ép. Những tranh cãi này chiếm nhiều thời lượng, kéo dài lê thê, trong khi khán giả không có nhu cầu. Bên cạnh đó, một số hành vi ứng xử của các huấn luyện viên được đánh giá thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh người mẫu trong mắt công chúng. Sau mọi cách lôi kéo sự chú ý, cái giờ phây động lại với khán giả chỉ là trò lố. Chẳng mấy ai có thể nhớ đến tiêu chí tìm gương mặt người mẫu thế hệ mới, quán quân mùa 2023 là Tú Anh. Những màn đấu tố, bảo vệ thí sinh hay công kích lẫn nhau giữa các huấn luyện viên, thí sinh vẫn tái diễn trong game show người mẫu khác là The New Mentor. Trong tập 4, Hồ Ngọc Hà căng thẳng với Hương Giang vì hai thí sinh của mình bị loại. Nữ ca sĩ không bằng lòng với quyết định của Hương Giang, đưa ra lời lẽ gay gắt chỉ trích cách chơi của huấn luyện viên này và đòi bỏ về. Nhưng mà em sợ đội của em không được an toàn, em phải chọn đội của V. Còn quá nhiều bạn, còn nhiều khuyết điểm. Chắc em nhìn lại đi, xem thử như nào. Hóa ra là Hương Giang đi thi là vì Hương Giang, chứ không phải là vì chương trình. Tình chị em, mình cũng cảm thấy tiếc nếu như nó dặn đứt, nhưng mà đang vẫn phải ưu tiên cái quyền lợi của người mẫu của mình. Mới nhất thí sinh Lâm Châu, đội của Hồ Ngọc Hà, được trao quyền lại một người mẫu. Tuy thế, với ánh mắt, lời nói, cử chỉ của cô bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội vì cho rằng cô vô lễ, tỏ thái độ bề trên với các đàn chị. Lâm Châu sau đó còn bị anti-fan lập hội nhóm tẩy chay, sự việc khiến người mẫu 20 tuổi phải đăng đàn xin lỗi. Theo đó, Lâm Châu đã gửi lời xin lỗi đến cá nhân Bông Chuẩn, đến các super mentor, ekip chương trình và tất cả các khán giả. Cô tiết lộ, thời điểm quay phân cảnh vòng loại vào 5 giờ sáng vào ngày ghi hình này diễn ra liên tục hơn 20 tiếng, nên bản thân cô rất mệt, áp lực và phải gồng lên để có phong thái tự tin nhất. Cô tự nhận vì cơ mặt của bản thân nên rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, cho rằng không tôn trọng các tiền bối. Cô cũng không quên xin lỗi huấn luyện viên vì phụ lòng mong đợi của Hồ Ngọc Hà. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Châu bị khán giả chỉ trích. Cách đây không lâu, cô đã gây tranh cãi vì bấm like bài viết chê bai Lan Khuê trong một hội nhóm. Sau đó người đẹp xin lỗi và giải thích đó chỉ là hành động vô tình. Đà Hàn Phương Oanh, người mẫu Việt trình diễn ở 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, chia sẻ trong show TikTok rằng các chương trình thực tế về người mẫu cần thay đổi. Góc nhìn ở các chương trình này sẽ khiến cho khán giả đánh giá sai về công việc, con người. Điều này là con dao hai lưỡi khiến cho họ bị dè bỉu, bàn tán.
Tôi nghĩ cần thay đổi cách làm chương trình, khiến nó tích cực hơn, tươi mới và chuyên nghiệp hơn. Đồng với suy nghĩ của Phương Oanh, Fashion Data Khánh Linh chia sẻ, cô từng có ý định không theo nghề người mẫu sau khi chứng kiến sự độc hại của game show truyền hình thực tế. Phần lớn các show về người mẫu, phải chăng người ta thích nhìn phụ nữ cãi nhau? Tôi thấy buồn cười. Mọi người không hỏi những vấn đề khác mà chỉ quan tâm tôi thích ai, chê ai, trách ai và thể hiện thái độ cực căng thẳng. Trên một số diễn đàn, nhiều khán giả có thành kiến với game show đấu đá như The Fake, Sentimental, bởi các lý do kịch bản dàn dựng, cố tình tạo kịch tính thu hút người xem, cãi nhau như vỡ chợ, không ra thể thống gì. Giải trí không ra giải trí, chẳng có hướng giáo dục, toàn cãi lộn sân si. Để thay đổi được sự đánh giá thiện cảm của khán giả, có lẽ các game show về người mẫu còn phải làm rất nhiều điều, không thể dùng hình thức, bình mới, rượu cũ để xa đà vào câu view đơn thuần. Thay vì tìm đủ cách để khán giả thấy mình trông thật ngầu khi khấu chiến, những huấn luận viên, thí sinh đó còn trau chuốt khẳng định bản thân bằng sải chân chuyên nghiệp của mình.